em tên là Yến Quang, 28 tuổi. À, em tên là Nguyễn Nhật Quang, em năm nay 31 tuổi. Vậy em... bạn bạn như một người đàn ông như thế nào thì mới có thể hợp với bạn? Giống như anh Quyền Linh đi. Giữa mắt em. Cũng giống tôi lắm à. Cái khuyết điểm của bản thân em á thì em có hút thuốc. Em không thích con trai hút thuốc. Coi như nếu mà được quen bạn gái bỏ luôn được không? Dạ, khi mà em lấy vợ mới bỏ anh. Lấy vợ mới bỏ. Trời trời giá. Bây giờ kinh doanh giày dép kia đủ kinh phí để có thể lo cho vợ con à chưa? Có thể em nuôi thêm một vợ và trên hai đứa con được. Ừ, chứ đừng nói mua một con hai vợ nha. Có thể cạo mấy cọng râu này được không? Cái này em để qua trên 5 năm luôn hả? Chứ vậy? Bạn gái gặp nó thôi hung nhộ quá cạo đi thì sao? Thì bạn gái yêu cầu nhưng mà đôi lúc bạn gái thích thì sao anh? Không thích nó không, đa số chị đã bảo em đa số là 10 con gái không thích hết 10 rồi. Tin chị đi, kinh nghiệm sống chị tràn đầy. Chứ còn cái này thì chị thua rồi. Em tên là Huy, Nam Định. Bạn bình tĩnh chưa? Sao thấy rung quá vậy? Em tên là Võ Phạm Bảo Thi. Chính thức mà yêu á thì em chưa có mối tình nào hết. Tối chủ quan là có thể là do em ngoan quá. Do nghe lời ba. Ba em lúc nào cũng khuyên em là học xong cấp 3 hãy có bạn trai. Thì lên đại học ba cũng vẫn tiếp tục nhắc là học xong đại học thì hãy có bạn trai. Rồi tới lúc mà đi làm á thì ba em hết nhắc em rồi. Nhưng mà em vẫn nghe lời ba. Em cũng không quan trọng về ngoại hình cho lắm. Quan trọng là phải khéo léo một chút và biết nữ công ra tránh. Không săn mình, không lè lẹt quá. Của em thì em có một cái ưu điểm lớn nhất. Đó là có rất là nhiều nhược điểm. Đó là ưu điểm của em. Em chào chị. Xinh quá, chi mà nó sắc rạc. Quay rút lại coi. Gì mà mặc đồ mà được chặt nít, như lòi ra tùm lum. Mình ra ngồi thoải mái gì mà túm túm là gì. Bữa nay người ta thích một người phải nam tính. Em ngày nào cũng đi đá bóng. Ngày nào cũng đi đá bóng đâu phải là không bóng.